bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim dừng lại, ngã xuống và lăn. Các em biết làm gì nếu như quần áo bị cháy rồi chứ? Dạ. Johnny, dậy nào, áo cậu bị cháy rồi. Giặt nó đây, giặt nó đây. Peter. Johnny, em nên làm gì khi quần áo bị cháy nào? Dạ, em nói. Johnny, trên kia. Đầu tiên, không chạy. Sau đó che miệng và mũi lại và nhảy xuống đất. Cuối cùng, lăn qua lăn lại. Hiểu chưa? Đừng quên nha, Johnny. Em nhớ rõ rồi. Được rồi các em, kết thúc bài học hôm nay. Halloween vui vẻ. Dạ, cảm ơn Jen. Wow, Johnny, má cà rồng của cậu đẹp quá à. Sáng tạo thiệt. Bộ xương của cậu tuyệt thật. Vậy bây giờ bắt đầu nào. Được rồi. Cho kẹo hay bị kẹo? Ôi trời, Peter và Johnny, hai con quá trang tuyệt lắm. Cho kẹo hai con đây. Halloween vui vẻ. Wow, con cảm ơn. Halloween vui vẻ. Wow, cảm ơn. Cho kẹo hay bị kẹo? Hayley, là em Peter đây. Ôi, chút nào. Các em gặp anh sợ quá. Có thể cho em không? Halloween vui vẻ, Peter và Johnny. Wow, cảm ơn Bully. Hayley, xin lỗi, anh vừa hết rồi. Nếu anh không có kẹo cho em thì anh sẽ bị kẹo. Ôi, đừng làm vậy, kẹo của em đây. Phục này đẹp quá. Cho kẹo hay bị kẹo? Cho kẹo hay bị kẹo? Các con thật là hài hước. Kẹo các con đây. Wow. Chào. Có ai đó không? Wow, nhìn nó kìa. Mấy đứa này dễ bị hù ghê đó. Nhưng nó lại có kỹ năng một ninja. Đừng nên đánh giá thấp mình trong việc lấy kẹo. Xem chừng mình có đủ kẹo ăn cho đến lễ tạ ơn rồi. Wow, ở đâu còn có vậy? Nhìn xem cây kẹo lớn quá đi. Rồi đang ở đằng kia đó. Đi lấy, mau lên. Hả? Johnny. Johnny. Johnny! Johnny! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại và không chạy. Sau đó nằm xuống đất và lăn qua lăn lại. Đúng rồi! Dừng lại! Ngã xuống đất và lăn! Johnny! Johnny! Em có sao không? Em không sao. Để chị xem nào. Đứng yên đi. Em thật may mắn đó, Johnny. Dạ, em thật sự rất sợ hãi. Khi quần áo em bị cháy, đừng để cho bản thân hoảng sợ. Nếu em chạy hay di chuyển, nó sẽ khiến ngọn lửa lớn hơn. Nhớ dùng tay che mặt lại để bảo vệ. Nhớ phải che mũi và miệng lại để tránh hít phải khói độc vào trong phổi. Sau đó, ngã xuống mặt đất và lăn qua lăn lại để dập lửa. Quần áo bị cháy có thể dính vào da, nên phải cẩn thận khi lấy nó ra. Nếu xảy ra cháy, hãy nhờ người lớn giúp đỡ. Dạ, tụi em biết rồi. Thật không?
Vậy em làm gì khi quần áo mình bị cháy nào? Dừng lại, sau đó ngã xuống và lăn. Tốt lắm, đây là phần thưởng cho hai em vì đã nhớ bài. Wow, cây kẹo lớn quá. Cảm ơn rồi. Bully và những người bạn. Mệt quá, mình không chịu nổi nữa. Sẵn sàng cứu hộ. Cảnh sát Bully mạnh mẽ, được trang bị đèn pin, gậy, máy khoan, máy cưa, cứu hỏa roi cực can đảm với bình chữa cháy, thang rút, cần cẩu, cứu thương Amber thông minh, nhanh nhẹn với kim, túi và bình cứu hộ, trực thăng cứu hộ heli, cấp báo mọi vấn đề nhờ máy ảnh, máy quay, ấn nút đèn hiệu và âm thanh báo động. Bully và những người bạn lùi về sau, lấy trứng và sẵn sàng cứu hộ. Sưu tập đồ chơi tại cửa hàng Mai Kingdom.